Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Từ bỏ thiên đường bác xây, cầu thủ Công Phượng chạy sang xứ tư bản dãy chết. Át hẳn cầu thủ Công Phượng từng được dạy 5 điều bác Hồ, từng học về thiên đường xã hội chủ nghĩa, một con đường mà bác Hồ đã chọn. Át hẳn anh cũng được học rằng Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Át hẳn Công Phượng cũng đã từng được dạy rằng xã hội chủ nghĩa là hình thái xã hội ở bậc cao hơn xã hội tư bản chủ nghĩa, và nó là con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản, nơi mà không có người bóc lột người, nơi mà con người làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, và rất nhiều thứ khác nữa. Con đường bác chọn là thiên đường cho đảng, nhưng là địa ngục cho người dân. Bất cứ ai trải qua 12 năm học phổ thông trung học tại Việt Nam cũng đều được học như thế, chứ không phải riêng Công Phượng. Khi đầu óc còn non nớt, học sinh tin vào điều đấy, nhưng khi bị thiên đường hành cho ra bã, thì nhiều người mới ngộ ra. Nhưng đến khi ngộ ra được, xã hội này đã là một địa ngục, chứ không phải là một thiên đường, thì đa số đã quá nửa đời người. Có người may mắn được ra nước ngoài từ rất sớm, thì có cơ hội để mà so sánh, sẽ ngộ ra sớm hơn. Công Phượng là lứa cầu thủ đầu tiên của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai và được đánh giá là cầu thủ hàng đầu tại khu vực. Công Phượng là cầu thủ được nhiều câu lạc bộ nước ngoài mời chào và anh đã từng đá cho các câu lạc bộ ở nhiều nước khác nhau như tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc, tại Bỉ. Hiện anh đang thi đấu cho đội Nhật Bản. Hiếm có cầu thủ nào có dịp được ra nước ngoài nhiều như Công Phượng, mà điều đặc biệt là anh ta toàn thi đấu cho các câu lạc bộ ở các nước tư bản dãy chết. Mới đây, báo chí Việt Nam cho biết tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có quốc tịch Nhật Bản từ đầu năm 2023. Theo thông tin từ Công Phượng, anh muốn nhập quốc tịch để thuận tiện hơn trong việc kinh doanh tại Nhật Bản. Công Phượng không túng thiếu đến mức phải đi tìm kiếm kế sinh nhai để đổi đời như nhiều người xuất khẩu lao động khác. Ngược lại, anh còn có điều kiện tài chính tốt nữa là đằng khác. Vậy mà anh lại chọn Nhật Bản để định cư thì rõ ràng môi trường xã hội của đất nước này đã mang đến cho anh những giá trị như thế nào, thì anh mới quyết định như vậy. Được biết, nhập quốc tịch Nhật Bản không phải dễ dàng. Cầu thủ Công Phượng bỏ xứ thiên đường cho bác chọn để chạy theo tiếng gọi của bọn tư bản dãy chết. Có nhiều loại tị nạn như tị nạn kinh tế, tị nạn giáo dục, tị nạn chính trị, vân vân. Vậy người có tiền, có địa vị xã hội, không chống đối chế độ, sao vẫn muốn mua một suất định cư tại một quốc gia tư bản bóc lột như vậy? Câu trả lời là do môi trường xã hội, các nước tư bản bóc lột cho họ một môi trường sống tốt hơn, mặc dù có tiền cũng không mua được. Xã hội văn minh, người với người có lòng tin, có sự tử tế, đó là những điều mà dù có tỷ đô cũng không thể kiếm ra. Xã hội Việt Nam không có được điều đó, nên họ phải ra đi, đó là một thực tế không thể chối cãi. Còn đối với cầu thủ Công Phượng thì anh ra đi vì lý do gì, chỉ có chính anh mới là người hiểu rõ nhất. Theo lời anh nói là để thuận tiện việc làm ăn, và có lẽ đấy là câu trả lời hay nhất cho việc anh xin nhập quốc tịch Nhật Bản. Nếu trả lời thẳng, e rằng lại động chạm đến lòng tự ái của khối kẻ mang tâm thức tự hào quá Việt Nam ơi. Thiên đường bác chọn, chứ dân thì lại không chọn. Ai định cư tại một quốc gia văn minh thì đó là điều đáng mừng cho họ. Quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản của mỗi con người. Sống trong địa ngục với một chính quyền tự tung tự tác, cấm đoán đủ điều, đạo đức xã hội thì xuống cấp, thì rất khó để mưu cầu hạnh phúc cho được. Dù có nhiều tiền, con người sống cho xã hội Việt Nam chủ yếu chỉ tồn tại chứ không được sống đúng nghĩa của nó. Thiên đường xã hội chủ nghĩa là cái thiên đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ra giả rằng đó là con đường mà bác đã chọn. Nhưng không người dân nào muốn chọn con đường này cả. Cực chẳng đã không đi được thì mới phải gồng mình mà sống, chứ chẳng ai muốn sống trong cái xã hội do bác đã chọn. Nó thật là kinh khủng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Từ bỏ thiên đường bác xây, cầu thủ Công Phượng chạy sang xứ tư bản dãy chết.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đường vào nhà cựu Chủ tịch Phúc đã bị chặn. Đường dẫn vào nhà Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Thanh Thủy, chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn, một thành viên SNB Holding. Cáo trạng này cho biết hai người này khoe với Phan Quốc Việt là họ có mối quan hệ với lãnh đạo. Cáo trạng chỉ nói đến đó và không đào sâu hơn rằng người lãnh đạo đó là ai. Hai người này phải có mối quan hệ thật thì Phan Quốc Việt mới kết nối. Việt không phải là loại gà mờ nên hai người này không thể nổ với những mối quan hệ không có thật mà có thể lừa được Phan Quốc Việt. Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh là người quen của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, tuy nhiên họ không phải là vợ con ông. Bộ Công an cố giấu giếm thân thế của hai người phụ nữ này thì xã hội sẽ làm việc đấy. Thông tin ngoài luồng cho biết Nguyễn Thị Thanh Thủy là em chú bác ruột với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bà Thủy là con gái ông Nguyễn Thung, là chú ruột của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Còn Nguyễn Bạch Thùy Linh được xác định không có quan hệ bà con gì cả với ông Nguyễn Xuân Phúc lẫn phu nhân của ông Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Tuy nhiên, chồng của bà Linh là con trai út của cố đại sứ Ngô Điền. Ông Điền quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là đồng hương với bà Trần Thị Nguyệt Thu. Quan hệ giữa hai gia đình ông Ngô Điền và gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc rất thân tình. Như vậy thì mối quan hệ với lãnh đạo của hai phụ nữ này là mối quan hệ khủng chứ không phải là khoác lác. Tuy nhiên, đường dây dẫn Tô Lâm đến nhà ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị chặn từ đây. Có những mối quan hệ mà ông Bộ Công an không có quyền can thiệp tiếp. Vũ Chí Hùng, con rể ông Nguyễn Xuân Phúc, người được cho là đứng sau tập đoàn Trung Nam. Nhưng đường dẫn vào nhà ông Nguyễn Xuân Phúc đâu chỉ có một vụ Việt Á mà là còn có con đường khác nữa. Được biết gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc không chỉ có một mình phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu là lợi dụng uy tín của ông, mà còn có con gái ông là Nguyễn Thị Xuân Trang và chồng cô ta là Vũ Chí Hùng. Vợ chồng này cũng không bỏ qua lợi thế có người cha đầy quyền lực để mà làm ăn lớn. Vụ trường Gateway để xảy ra sự cố học sinh chết trên xe đưa đón vào năm 2019 được cho là có bàn tay của Nguyễn Thị Xuân Trang sắp xếp để trường khỏi bị gây rắc rối. Bởi Trang là một trong bốn cổ đông của doanh nghiệp là chủ quản lý ngôi trường này. Còn Vũ Chí Hùng, con rể ông Nguyễn Xuân Phúc, được cho là người đứng sau tập đoàn Trung Nam, đóng tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, và điều đặc biệt dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Ông thường đưa tập đoàn Trung Nam tới khởi công xây dựng dự án lớn của tập đoàn này. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó là thủ tướng đã tới sự lễ khởi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này do tập đoàn Trung Nam trúng thầu, hiện nay là một ổ sai phạm, nếu khui ra thì có thể cũng là con đường dẫn vào nhà ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nếu khui dự án này thì có thể sẽ là một con đường nữa dẫn tới nhà ông Phúc, mặc dù ông đã nghỉ hưu nhưng nó vẫn có nguy cơ với ông rất lớn. Vụ Việt Á còn rất nhiều đầu mối để khui ra chùm cuối, nhưng gần như mọi hướng điều tra đều bị bít lại. Vụ án chỉ được khui đến mức độ đấy, những phần nào ở thượng tầng đã ngã giá chính trị xong, thì Tô Lâm xem như không được đụng đến. Ông Nguyễn Xuân Phúc được xem là khôn khi ông tận dụng tối đa cơ hội xuất hiện trước báo chí để thông báo rằng gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Dù sau đó thì câu nói này đã bị Ban Tuyên giáo cho tháo gỡ xuống, nhưng toàn dân đã biết. Đấy được xem là lá chắn chặng đường Tô Lâm kéo đến nhà ông cựu chủ tịch nước. Làm chính trị là phải thủ đoạn, là biết gài nhau để kẻ địch há miệng mắc quai, không thể làm gì được. Còn nếu tin vào lời hứa của những tay chính trị Đảng Cộng sản thì chuyện nuốt lời hứa không có gì là khó. Bởi một khi không có nhân chứng
thì những lời khi đã hứa ngã giá trên bàn cờ chính trị sẽ trở nên vô nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Đường vào nhà cựu chủ tịch Phúc đã bị chặn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.